Hằng xin kính chào quý khán thính giả của Đài truyền hình ABTV 21.12. Thưa quý vị, hôm nay thứ ba ngày 6 tại tháng 9 năm 2022. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình tin tức Nam Châu, mở đầu là phần tin thế giới. Bà Liz Truss trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh. Thưa quý vị, bà Liz Truss trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền hôm thứ Hai năm tại tháng 9. Bà hứa sẽ nỗ lực thực hiện những hứa hẹn về cắt giảm thuế và đối phó với các cuộc khủng hoảng năng lượng đang gia tăng. Sau nhiều tuần đua tranh lãnh đạo gây cấn với các cuộc tranh luận thường nóng nảy và gây chia rẽ, bà Truss, hiện là ngoại trưởng, đã đánh bại cựu bộ trưởng tài chính Rishi Sunak trong một cuộc bỏ phiếu của các thành viên đảng bảo thủ. Bà giành được 81.326 phiếu bầu, còn ông Sunak được 60.399 phiếu. Tôi sẽ đưa ra một kế hoạch táo bạo để cắt giảm thuế và phát triển nền kinh tế của chúng ta, bà Truss nói sau khi kết quả được công bố. Tôi sẽ giải quyết các cuộc khủng hoảng năng lượng, giải quyết các hóa đơn năng lượng của người dân, đồng thời giải quyết các vấn đề dài hạn mà chúng ta đang gặp và cung ứng năng lượng. Bà Truss lên lãnh đạo chính phủ khi đất nước đang đối mặt với cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt, bất ổn nông nghiệp, suy thoái và chiến tranh ở châu Âu, nơi Anh là nước ủng hộ hàng đầu của Ukraine. Bà kế nhiệm ông Boris Johnson, người đã bị buộc phải từ chức vào tháng 7 sau nhiều tháng bê bối, khiến cho chính quyền của ông mất sự ủng hộ. Ông Johnson đã đến Scotland để gặp nữ hoàng Elizabeth vào thứ Ba 6 tháng 9 để chính thức đệ đơn từ chức. Bà Truss đã đi theo ông và sẽ được nữ hoàng yêu cầu thành lập chính phủ. Tìm thấy thi thể nghi phạm đâm dao hàng loạt tại Canada. Thưa quý vị, Damian Sanderson, một trong hai nghi phạm đâm dao làm 10 người thiệt mạng ở Canada, được phát hiện đã chết trong khi em trai Malus vẫn bỏ trốn. Cảnh sát Canada hôm 5 tháng 9 thông báo thi thể của Damian Sanderson, 31 tuổi, một trong hai nghi phạm đâm dao ở tỉnh Saskatchewan, được tìm thấy ở khu vực rậm rạp cây cỏ gần một ngôi nhà bị giới chức khám xét. Nghi phạm còn lại là Malus Sanderson, 30 tuổi, vẫn chưa bị bắt. Nghi phạm Malus Sanderson đã bị thương và đang tìm nơi chữa trị. Chúng tôi tin rằng đây không phải vết thương do nghi phạm tự gây ra. Honda Blackmore, chỉ huy cảnh sát hoàng gia tỉnh Saskatchewan, cho biết trong cuộc họp báo. Sĩ quan Blackmore cảnh báo, đây vẫn là mối nguy hiểm với công chúng, ngay cả khi nghi phạm đã bị thương. Malus là tội phạm khét tiếng với nhiều tiền án. Chúng tôi coi đây là kẻ có vũ trang và rất nguy hiểm. Người dân không được tiếp cận anh ta, bà nói thêm. Truyền thông Canada cho biết cảnh sát thành phố Saskatchewan thuộc tỉnh Saskatchewan đã truy tìm Malus Sanderson từ tháng 5 sau khi nghi phạm ngừng gặp sĩ quan giám sát ân xá. Loạt vụ đâm dao xảy ra hôm 4 tháng 9 tại 13 địa điểm ở tỉnh Saskatchewan, Canada, khiến 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Giới chức cho biết một số nạn nhân dường như bị nhắm mục tiêu, trong khi những người khác bị tấn công ngẫu nhiên. Sự việc được coi là một trong những vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất ở Canada trong những năm qua. Ấn Độ hạ thủy hàng không mẫu hạm tự đóng đầu tiên. Thưa quý vị, Ấn Độ hôm thứ Sáu 2 tháng 9 chính thức hạ thủy hàng không mẫu hạm đầu tiên được chế tạo trong nước, đánh dấu cột mốc mới trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào vũ khí ngoại quốc và chống lại sự bành trướng thế lực của Trung Cộng, theo AFP. INS Vikrant, một trong những chiến hạm hải quân lớn nhất thế giới với chiều dài 262 m, sẽ chính thức hoạt động sau 17 năm phát triển và thử nghiệm. Hôm nay, INS Vikrant đã mang lại niềm tin mới cho đất nước. Chúng ta đã gia nhập cộng đồng các nước có thể tự mình sản xuất những hàng không mẫu hạm lớn. Thủ tướng Narendra Modi phát biểu tại buổi lễ hạ thủy ở tiểu bang Kerala, nằm về phía nam Ấn Độ. Chiếc INS Vikrant có thủy thủ đoàn gồm khoảng 1.600 người. Ấn Độ đã bỏ ra số tiền đầu tư đáng kể cho quân chủng hải quân, với hơn 30 chiến hạm và tàu ngầm khác hiện đang được đóng trong nước. Hành động này được xúc tiến trong bối cảnh các giới chức cao cấp quân đội đang ngày càng lo ngại về việc Trung Cộng gia tăng hiện diện quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương. Trung Cộng phẫn nộ khi Hoa Kỳ bán lượng vũ khí trị giá 1,1 tỷ Mỹ Kim cho Đài Loan. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa thông qua thỏa thuận bán thiết bị quân sự tiềm năng trị giá 1,1 tỷ Mỹ Kim cho Đài Loan, bao gồm 60 hỏa tiễn chống hạm và 100 hỏa tiễn không đối không.
với Trung Cộng và đe dọa sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa. Hãng tin Reuters cho hay, Ngũ Giác Đài đã công bố gói này vào hôm thứ Sáu 27 tháng 9 khi Trung Cộng tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan sau chuyến thăm hồi tháng trước của bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, viên chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ, từng đến Đài Bắc trong nhiều năm. Cơ quan DSCA của Ngũ Giác Đài xác nhận thỏa thuận này bao gồm hỏa tiễn Sidewinder có được sử dụng cho các nhiệm vụ không đối không và tấn công trên bộ. Với chi phí khoảng 85,6 triệu Mỹ Kim, hỏa tiễn chống hạm Harpoon với giá ước tính 355 triệu Mỹ Kim và các hỗ trợ cho chương trình radar giám sát của Đài Loan trị giá khoảng 665,4 triệu Mỹ Kim. Ông Liu Bengui, phát ngôn của Tòa đại sứ Trung Cộng ở Washington, tuyên bố thỏa thuận bán vũ khí này có thể gây ra nguy hiểm nghiêm trọng cho mối quan hệ Trung Cộng-Hoa Kỳ, cũng như sự hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Chính quyền Tổng thống Joe Biden khẳng định gói này đã được xem xét trong một thời gian và được phát triển với sự tham vấn của các nhà lập pháp Đài Loan cùng Hoa Kỳ. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi tin tức về Hoa Kỳ. CDC chấp thuận vaccine COVID tăng cường được cải biến chống lại Omicron. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã chấp thuận vaccine COVID-19 được cải biến, mở đường cho chiến dịch chủng ngừa vào mùa thu mà có thể giúp kiềm chế đợt tăng vọt ca nhiễm trong mùa đông nếu đủ người Mỹ chịu tiêm ngừa. Các vaccine cải biến nhắm mục tiêu vào các chủng Omicron phổ biến nhất hiện nay sẽ bắt đầu được đưa tới các nhà thuốc và phòng khám trong vòng vài ngày tới. Quyết định của Giám đốc CDC Rochelle Walensky được đưa ra ngay sau khi các cố vấn của cơ quan này biểu quyết ủng hộ khuyến nghị. Vaccine cải biến do Pfizer và Moderna bào chế cho người Mỹ có cơ hội nhận được sự bảo vệ kịp thời nhất vào giai đoạn hệ trọng khá của đại dịch. Chúng là những mũi tiêm kết hợp, một nửa vaccine nguyên thủy và một nửa bảo vệ chống lại các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron, vốn đang gây ra gần như tất cả các ca nhiễm COVID-19. Khuyến nghị của CDC là bước cuối cùng trước khi việc tiêm ngừa cho công chúng có thể bắt đầu. Pfizer cho biết, họ dự kiến đến ngày thứ ba sẽ cung cấp 3 triệu liều đến các điểm tiêm chủng trên toàn quốc. Các vaccine COVID-19 nguyên thủy vẫn cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại bệnh nặng và tử vong, đặc biệt là ở những người trẻ hơn và khỏe mạnh hơn đã được tiêm ít nhất một mũi tăng cường. Các vaccine cải biến chỉ sử dụng như liều tăng cường, không phải để tiêm cho người chưa tiêm chủng bao giờ. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đã chấp thuận vaccine kết hợp của Pfizer cho những người từ 12 tuổi trở lên, trong khi vaccine của Moderna chỉ dành cho người lớn. Chính phủ Mỹ đã mua 170 triệu liều từ cả hai công ty để người dân được tiêm miễn phí. CDC cho biết 200 triệu người có thể đủ điều kiện để tiêm tăng cường. Cháy rừng ở California khiến hàng ngàn cư dân phải di tản. Thưa quý vị, một đám cháy rừng lan nhanh ở Bắc California đã thiêu rụi khoảng 1.620 hectare đất rừng vào sáng thứ Bảy và khiến hàng ngàn cư dân phải di tản. Trong đó có một số người bị thương. Đám cháy rừng được gọi là Mule Fire bắt đầu vào thứ Sáu, cách Sacramento khoảng 370 km về phía Bắc. Theo Sở Lâm nghiệp và Sở Cứu hỏa California, đến sáng thứ Bảy, nó đã được kiểm soát khoảng 20%. Chính quyền cho biết khoảng 100 ngôi nhà và tòa nhà đã bị phá hủy bởi đám cháy. Thống đốc California đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với địa hạt CCU. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp cư dân tiếp cận việc viện trợ liên bang và các nguồn lực của tiểu bang. Văn phòng của ông Newsom cho biết vụ cháy rừng đã khiến dân thường bị thương và mất điện, phá hủy nhà cửa và buộc hàng ngàn người phải di tản. Các quan chức địa phương nói rằng người dân nên lên kế hoạch tránh xa các khu vực bị di tản ít nhất vài ngày. Địa hạt CCU, nơi có rừng quốc gia Lama, có dân khoảng 44.000 người, theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Sau đây mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi tin tức về tiểu bang Texas, thành phố Houston. Hai người bị thương nặng sau khi xe máy đâm vào xe SH-249 ở Northwest Harris County. Thưa quý vị, cảnh sát trưởng Ed Gonzalez, ít nhất hai người đã bị thương nặng hôm thứ Hai sau khi một chiếc xe máy đâm vào một phương tiện giao thông ở phía tây bắc quận Harris County.
Tai nạn xảy ra trên làn đường hướng Bắc của Highway 249 tại On Fulton Road. Các quan chức cho biết hai người trên một chiếc xe máy, một nam và một nữ, đã không làm chủ được tốc độ và tông vào đuôi một chiếc SUV với tốc độ cao. Cảnh sát cho biết hai người cũng không đội mũ bảo hiểm. Các nhân chứng cho biết họ len lỏi trong và ngoài luồng giao thông trước khi vụ tai nạn xảy ra. Một trong những người đi xe máy đã được Lifeline đưa đến bệnh viện gần đó. Người còn lại được đưa bằng xe cấp cứu. Các quan chức cho biết dường như rượu không phải là một trong yếu tố gây ra vụ tai nạn. Thiếu niên bị bắn chết vứt xác dọc theo con đường nông thôn ở hạt Liberty được nhìn thấy lần cuối cùng tại nhà hàng phía tây Houston. Thưa quý vị, văn phòng cảnh sát trưởng quận Liberty đang cố gắng tìm ra ai đã giết một cô gái 16 tuổi và tại sao. Thi thể của thiếu niên được tìm thấy vứt dọc theo một con đường nông thôn ở phía đông Bloomfield. Các nhà điều tra cho biết cô đã bị bắn chết và được tìm thấy mặc đồng phục nhà hàng với chiếc mũ màu xanh của Nico. Các nhà điều tra đang làm việc để thu thập các cảnh quay giám sát từ bãi đậu xe. Cô ấy được nhìn thấy lần cuối tại nhà hàng vào khoảng 10 giờ 45 phút tối thứ Bảy. Các nguồn tin nói với KHOU 11 News rằng gia đình cô ấy đã đến đón cô ấy, nhưng cô ấy đã gửi cho họ một tin nhắn nói rằng cô ấy đã rời đi với bạn bè. Ngày hôm sau khoảng 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, thi thể của cô được tìm thấy ở Liberty County. Một người nào đó đi ngang qua đã gọi 911 nói rằng họ nhìn thấy cô ấy nằm bên đường. Tên của thiếu niên đã không được công bố. Các nguồn tin cho biết cô đến từ Guatemala, nhưng đang sống và làm việc tại Houston. Các nhà điều tra đang yêu cầu bất kỳ ai có thông tin cụ thể về hồ sơ trên mạng xã hội của cô ấy hãy gọi cho nhân viên ngăn chặn tội phạm theo số 1800-392-7867. Tiếp theo là phần tin tức liên quan đến Việt Nam. Một người Việt Nam đâm chết người tại đồn cảnh sát ở Nhật. Thưa quý vị, cảnh sát thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa đã bắt giữ một phụ nữ Việt Nam sau khi bà này cầm dao đuổi theo một ông người Nhật. Mình đầy thương tích chạy vào đồn cảnh sát Isogo và chết sau đó. Theo đài NHK của Nhật, vào lúc 4 giờ 30 phút sáng thứ Năm, ông Tsuyoshi Sakami, 37 tuổi, chạy vào đồn cảnh sát Isogo, thành phố Yokohama, trong tình trạng người bê bết máu. Ngay sau đó, nghi can Lê Thị Ngọc Hạnh, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thường trú ở thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido, cầm dao xông vào đồn để tìm cách đâm tiếp nạn nhân. Cảnh sát trong đồn Isogo ngay lập tức bắt giữ bà Hạnh với cáo buộc cố ý giết người. Trong khi nạn nhân Sakami được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết đâm quá nặng. Theo điều tra ban đầu, ông Sakami sống tại một căn hộ tại tòa chung cư ở khu phố Kuki, quận Isogo, đối diện với đồn cảnh sát. Nạn nhân bị bà Hạnh đâm trong một căn hộ trước khi cố gắng chạy đến đồn cảnh sát, với bằng chứng là vệt máu dọc con đường từ khu chung cư đến đồn. Nghi can Hạnh thừa nhận đã đâm ông Sakami. Cảnh sát thành phố Yokohama đang mở rộng cuộc điều tra nguyên nhân sự việc theo hướng hai người có xích mích. Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật, hiện có khoảng 433.000 người Việt Nam đang sinh sống ở nước này, chiếm 15,7% số người ngoại quốc ở Nhật. Yokohama là một thành phố lớn thứ hai của Nhật nếu xét theo dân số. Theo phúc trình của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam tại một hội nghị ở Hà Nội hồi cuối tháng 6 vừa qua cho biết tại Nhật, Việt Nam đứng đầu danh sách các nước có công dân vi phạm pháp luật nước sở tại. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức Nam Châu ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được bảo trợ bởi tổ hợp luật sư di trú First Consulting Group, luôn mang đến thành công cho khách hàng trong 10 năm qua, giúp 80.000 người đến Hoa Kỳ. Và bản tin hôm nay cũng được bảo trợ bởi Healthcare.gov. Xin nhắc quý vị, đời sống nhiều thay đổi, hãy có bảo hiểm chu toàn. Khi những biến cố nhất định của cuộc sống xảy ra khiến quý vị bị mất bảo hiểm sức khỏe, quý vị có một khoảng thời gian ngắn để tìm chương trình bảo hiểm mới tại healthcare.gov. Quý vị bị mất việc hay vừa nghỉ việc, quý vị không còn được bảo hiểm chung với cha mẹ. Quý vị chuyển nơi sống. Nếu một biến cố cuộc sống khiến quý vị mất bảo hiểm sức khỏe, quý vị có thể đủ điều kiện được mua bảo hiểm chất lượng với giá thấp tại healthcare.gov. Hãy vào healthcare.gov
hoặc gọi số 1-800-318-2596. Thúy Hằng rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo.